tất cả các quý vị. Thưa toàn thể hội nghị, thì thật ra bên dưới ngồi ở dưới này có rất nhiều các cái đại lý mà rất lớn, nhưng mà do là đây là đại diện cho một số tỉnh và đã làm ăn trên 10 năm với công ty, cho nên là sẽ mời lên đây. Thì hôm nay với cái buổi nói chuyện đó là ngoài kia là chúng ta tôm đang rất chậm lớn, EHP, mùa tôm bắt đầu lạnh, chuẩn bị cho mùa cải tạo. Cho nên là tôi sẽ tổ chức trong cái chương trình này là chương trình để chúng ta có thể là đại diện cho ngoài kia, cho bà con trong cái chuyến du lịch lần này, tri ân lần này. Nhưng mà ở ngoài kia, ở nhà chúng ta, vụ vừa qua chúng ta đang gặp rất nhiều các cái khó khăn. Thì tôi mong muốn rằng là mời tất cả các quý vị ở đây là những người đã cùng gắn bó với công ty lâu năm, thành công có và thành công nhiều hơn là thất bại. Và đến bây giờ thì anh vẫn thành công. Còn ở ngoài kia thì bây giờ tất cả các khu là chúng ta đang là gặp khó rất nhiều. Cho nên tôi mong muốn rằng chúng ta trong cái buổi hôm nay trực tiếp trong cái khán đài này, cũng như là ở trên kênh mạng, trên fanpage YouTube, thì bà con chúng ta nên gửi câu hỏi về và bộ phận trợ lý nên đưa những câu hỏi lên nha, để chúng ta có thể giải quyết một phần nào đó. Và chúng ta, bởi vì trong những lúc này nếu như chúng ta không bình tĩnh thì chúng ta thiệt hại giống như những năm 2009 ngày xưa. Vâng, chúc cảm ơn tất cả các quý vị, cảm ơn ban tổ chức cũng đã tạo cho một cái không khí hôm nay ấm áp như thế này. Dạ, xin một tràng pháo tay cho bác sĩ Tôm ạ. Lần đầu tiên đang được gặp một bác sĩ Tôm đẹp trai như thế này ạ. Lâu nay toàn là gặp là bác sĩ hô hấp, rồi là bác sĩ tiêu hóa. Còn đến ngày hôm nay lần đầu tiên trong 40 năm cuộc đời được gặp bác sĩ Tôm ở ngoài đời ạ. Người thật việc thật ạ. Và đặc biệt là Đan thấy rất là duyên, bởi vì Đan cũng là một người rất là mê món tôm. Nên là ngồi gần bác sĩ Tôm như thế này thì hy vọng là ngày hôm nay sẽ rất là may mắn. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, hiện nay chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tuyến trên rất là nhiều trang mạng xã hội, đang được chia sẻ một cách rất là rộng rãi. Và để mà chúng ta có một cái chương trình tọa đàm thật sự thành công thì có một số lưu ý nhỏ như sau ạ. Thứ nhất là tất cả chúng ta vui lòng hãy dành ra vài giây để tắt điện thoại hoặc là để điện thoại ở chế độ rung. Trong quá trình diễn ra tọa đàm thì chúng ta vui lòng hạn chế việc đứng lên đi lại hoặc là ra khỏi hội trường, bởi vì có thể lúc mà chúng ta đi ra khỏi hội trường để giải quyết việc riêng gì đó thì lúc đó là lúc mà thông tin rất là quan trọng sẽ được cung cấp bởi bác sĩ Tôm. Và điều thứ ba đó là trong trường hợp muốn đặt câu hỏi cho những quý vị ngồi ở trên phía khán đài, đặc biệt là đặt câu hỏi để giao lưu với bác sĩ Tôm, thì có ba cách để chúng ta có thể đặt câu hỏi ạ. Cách số 1 đó là chúng ta có thể đặt câu hỏi ngay trong live stream ở trên fanpage đang được phát của công ty Trúc Anh. Cách thứ 2 đó là anh chị, quý vị và các bạn có thể tự viết vào trong phiếu có sẵn ở trên bàn và đội ngũ hỗ trợ sẽ chuyển câu hỏi lên trên đây để MC hỗ trợ ạ. Và cách thứ 3 rất là dễ và cũng cực kỳ được khuyến khích để cho hội trường của chúng ta ấm lên, đó là chúng ta giơ tay ngay lập tức, micro sẽ được chuyển đến tay tận tay của các anh chị, để chúng ta có cơ hội được giao lưu cùng với bác sĩ Tôm cũng như là với tất cả các anh chị đang ngồi ở trên hàng ghế trên này ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và trước khi vào chương trình thì Đan có một cái lời nhắn nhủ rất là nhỏ thôi. Đó là sức mạnh của sự tập trung. Khi chúng ta làm bất kỳ một việc gì đó mà chúng ta dành sự tập trung 100% thì chúng ta sẽ có kết quả từ 100% trở lên. Còn khi làm một việc gì đó mà chúng ta lại dành sự tập trung nó chỉ có vài chục phần trăm thôi thì thực ra kết quả chúng ta nhận được nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay trong rất là nhiều sự lựa chọn, chúng ta đã lựa chọn công ty Trúc Anh, chúng ta đã lựa chọn ngồi ở đây cùng nhau để cùng chia sẻ, để cùng giao lưu, thì rất mong rằng tất cả chúng ta sẽ dành sự tập trung 100% để chúng ta sau khi rời khỏi chương trình tọa đàm này trở về thì chúng ta sẽ thu nhận được rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều thông tin để giúp cho vụ mùa sắp tới của chúng ta, giúp cho công việc của chúng ta thành công hơn, phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn tất cả mọi người và xin hội trường cho ban tổ chức một tràng pháo tay ạ. Kính thưa quý bà con, thì thật ra trong cái không khí mở như thế này, vì đây là cái chuyến chúng ta đi du lịch, và trong cái khán đài mà đầm ấm thế này, chúng ta được ngồi với nhau trong cái mùa Giáng sinh ấm áp, đúng không? Hôm nay là ngày 26 mà, đúng không? Thì như vậy mới ngày 25 hôm qua ha.
cho nên là đấy gương mặt để trong một cái mùa Giáng sinh ấm áp thì chúng ta nếu như thấy cái câu chuyện ở đây mà chúng ta đừng có quá căng thẳng quá, đúng không? Nói chung là bà con sẽ dành ra mấy phút, không phải tắt điện thoại đâu, mà hãy gửi link cho bạn bè đó, bấm like share xem cái chương trình này sắp tới diễn ra như thế nào, đúng không? Cho bạn bè biết rằng là chúng ta đang đi dự một cái hội thảo trực tuyến, đúng không, cùng với bác sĩ Tôm. Và bác sĩ Tôm từ đâu ra đấy, kiểu vậy thì nó sẽ hay hơn nhỉ. Ai đồng ý với ý kiến này cho tôi chàng pháo tay ạ. Thế chúng ta mở máy lên nhá, bắt đầu là chúng ta sẽ gửi cho bạn bè cái chương trình talk show của ngày hôm nay cho một vài phút đi nhỉ. Dạ, vâng, MC cũng chưa giới thiệu về mình, mình từ đâu mình đến đây xinh thế. Cảm ơn bác sĩ Tôm đã mở lời. Chắc là mọi người, em cho em xin phép được hỏi là ở trong khán phòng ngày hôm nay thì ngoài bác sĩ Tôm thì có một cái chất giọng rất là đặc biệt. Thì em đã tìm hiểu là gốc gác anh là dân Bắc, nhưng mà thực ra bây giờ thì anh Bắc chắc là rất là còn ít, bởi vì là người Bắc vào Nam mà lại còn có thể ca cổ rất là hay thì anh đã là người con của đất miền Nam rồi. Nên chút xíu nữa em xin phép được giao lưu với anh. Thì hiện nay ở trong khán phòng của mình có ai là gốc Bắc hoặc là có ai là người Hà Nội không ạ? Có cánh tay nào giơ lên không ạ? Ồ, vậy có nghĩa là em là người Hà Nội duy nhất đang ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã dành một cái tình cảm rất là ấm áp bằng những cái ánh nhìn trìu mến cho một người con Hà Nội, một người con đất Bắc hôm nay có mặt ở đây. Nhân một cái duyên rất là tình cờ, một cái duyên rất là dễ thương với công ty công nghệ Trúc Anh. Và khi mà tìm hiểu về công ty Trúc Anh cũng như tìm hiểu về câu chuyện của bác sĩ Tôm thì thực sự là đang rất là hào hứng để tham gia cái buổi talk show ngày hôm nay. Và thưa anh bác sĩ Tôm, xin phép anh là em sẽ không có gọi anh là tiến sĩ Lê Anh Xuân hay gọi anh là tổng giám đốc của công ty Trúc Anh, mà xin phép trong ngày hôm nay là sẽ được dùng cái danh từ danh vị của anh là bác sĩ Tôm được không ạ? Khi mà nghiên cứu về công ty Trúc Anh cũng như là tìm hiểu về công việc của anh để có thể dẫn dắt được cái talk show ngày hôm nay, thì ở trên kênh YouTube của mình cách đây 7-8 năm thì em có thấy là có những cái clip mà lên đến vài trăm ngàn lượt xem. Tuy nhiên là trong cái thời gian gần đây thì em lại không thấy nhiều những cái clip như vậy nữa. Thì cái lý do gì đã khiến cho anh ngơi đi một thời gian cái công việc mà đã thấy rằng anh rất là đam mê chia sẻ như vậy không ạ? Kính thưa bà con, cảm ơn MC đã hỏi lại, bởi vì tôi cũng vắng bóng thị trường cũng rất lâu, bởi vì như chúng ta đã biết, hôm nay chúng ta ngồi đây thì cách đây không lâu thì chúng ta cũng đã bị cái bệnh đó là EHP, tôm chậm lớn, đúng không ạ? Và bây giờ trong ai cũng sợ EHP, tôm chậm lớn hết, đúng không? Sau khi mà EHP thì cái năm đấy thì lại xuất hiện là khi biết được đó là vi bào tiêu trùng, đúng không ạ? Thì bắt đầu nó lại đến càn quét cái dịch bệnh thứ hai, đó là cái bệnh tôm chết một tháng tuổi, đúng không? Tôm chết một tháng tuổi thì hồi đấy là IMS. Và như vậy tại cái chỗ cái khu nuôi tôm của tôi ở ngoài khu Vĩnh Trạch Đông, thì như vậy lúc đó là tôm nó chết, nó chết một cách là gọi là bà con mà chúng ta xem trên là những cái video ngày xưa đó, nó là chết rất đẹp trai. Tôi đi hội thảo ngày xưa tôi nói là tôm chết rất đẹp trai. Và mình chứ nghi ngờ rằng là thằng lính này chắc vì từ công ty mà từ công ty chính Vĩnh Trạch ra Vĩnh Trạch Đông á thì đâu cả là 10 cây số. Cho nên á là mình nghĩ là chắc vắng mình, nhân viên mình nó không có đi rủ sàng á. Thế là bắt đầu mình la nó bóng xong bắt đầu mình phải dình cho. Dình 2-3 ngày thì thấy là tôm là bắt đầu đúng là nó một cái hiện tượng tôm chết hoàn toàn mới. Mà mới thả thì bà con biết cái thời điểm đấy á, thì mà tôm mới có 7-8 ngày, 10 ngày mà nó lăn quay rắn chết trắng sàng ra như thế thì là một hiện tượng cực kỳ lạ, đúng không anh Khánh nhỉ? Đúng không? Thì như vậy đấy, thì là lúc đó tôi bảo là hết luôn cái kinh nghiệm của là hết cái trình cái vấn đề giải quyết vấn đề của một cái kỹ sư thực tiễn nữa. Bởi vì khi tôi đến đất Bạc Liêu là như vậy là tôi đã có 3 năm kinh nghiệm nuôi thực tế. Đúng không? Tuy là không có, có người nói với anh có nghèo không, có gì đâu mà nghèo, bởi vì xuống không có xe Honda luôn mà, nhưng mà xuống nuôi tôm thì như vậy đó là lúc đấy là nó hết. Thì bắt đầu đi tìm các nhà khoa học trong và ngoài nước, sau đấy là bắt đầu là tôi bắt đầu mới đi tìm ra cái nguyên nhân và thi đỗ cái chỗ Bách Khoa Hà Nội. Cái năm đấy là thi 120 người thì có 20 người đậu master,
mà tôi là thạc sĩ khoa học của khoa công nghệ sinh học Bách Khoa Hà Nội. Và sau khi làm một năm là chúng tôi ra trường nha. Thì kể cho bà con biết rằng lúc đó nha, là lúc mà cấy trong phòng thí nghiệm đó, tìm những cái con vi khuẩn mà nó cắt được táo xanh, táo sợi, táo dây, ui giời, mình bảo mình kiếm được vàng rồi. Nhưng khi phân lập ra thì nó lại là một vi khuẩn gây hại, nó lại gây hại cho người. Cho nên cực kỳ là lúc đấy lại là phải mò mẫm lại đi tìm lại. Và sau khi đến năm 2012 thì tôi tốt nghiệp của Bách Khoa Hà Nội, thì bắt đầu sẵn đấy thì vẫn mới chỉ ra được cái quy trình mà thay hoàn toàn được là vi sinh để thay thế được kháng sinh hóa chất, chỉ các bệnh đóng rong, đen mang, đứt dâu, sâu đuôi các thứ thôi. Nhưng mà cái bệnh EMS thì lúc đó lại chưa giải quyết được. Thế là năm 2013 tôi mới làm cái nghiên cứu ở tại trường Đại học Cần Thơ. Đó là nghiên cứu ứng dụng cái vi khuẩn Bacillus subtilis để kháng cái vi khuẩn Virofarmicus. Và như vậy trong 7 năm đấy thì như vậy thật ra đấy, năm 2014 là tôi đã tìm ra được cái chủng vi khuẩn. Mà trong các cái vi sinh của chúng ta, bà con biết tại sao những cái hộ nuôi chúng ta vẫn chưa tin tưởng một cái tên Tavonro, cái tên nó vẫn thế. Nhưng mà bên trong hoàn toàn thay đổi, bà con thấy thay đổi liên tục, đúng không ạ? Thì nhưng mà để cho đầy đủ cơ sở khoa học, sau khi tôi bảo vệ được bằng sáng chế, tôi đưa ra được cái sản phẩm gọi là Kill Phara đấy. Thì là như vậy, Kill là giết mà. Nhưng mà, và Phara là Phara Hepaticus. Thì lúc đó là bẵng đi, là bà con biết là bẵng đi 7-8 năm trời. Đâu có lên mạng mét gì đâu. Quay lại bao nhiêu fan hâm mộ đi đâu mới tiệm. Thế là lúc đấy kênh YouTube của tôi, Bác Sĩ Tôm, lúc tôi về là có 2003. Tôi về đây mới, tôi làm lại mới có 4-5 tháng. Bây giờ nó lên được 3.150 gì đấy. Nó cực kỳ nhanh. Và trên đó là lâu nay là không có ai trả lời hết. Vì lâu nay mình bỏ cái thị trường mạng. Đó. Cho nên khi quay trở lại đây mà lại đúng cái chỗ cái mà cái thời điểm mà bà con chúng ta đang bị cái bệnh. Đúng anh Khánh? Đó, ngồi gần tôi đây là chỗ anh Gia Khánh, đại lý ở Cà Mau. Đó, một đại lý lớn ở Cà Mau làm ăn với tôi. Và ở đây thì để giới thiệu, đây là anh Út Căn, là đại diện nuôi cho ao đất lót mặt bờ tại ở Bến Tre. Đó. Còn anh Tháo là từ một người nông dân nhá. Ở dưới đây còn rất nhiều nông dân trở thành đại lý nha, trở thành mà đại gia đấy, dữ dằn lắm. Nhà không có gì ngoài đất với tiền thôi đấy. Nhưng mà bởi vì hôm nay cho cái khán đài hôm nay nó hẹp nên là tí nữa sẽ mời anh Tháo. Còn gần đây là chỗ anh Út Quyền, là nuôi có ít thôi, nuôi có 160 ao thôi. Và hôm nay ngồi nói chuyện ấy, thì anh lại có những cái giải pháp mà san tôm cực kỳ hay, san cả 300-400 mét đấy, bằng ống. Thì cho nên chúng ta đây là ngồi ấy, là chúng ta học hỏi lẫn nhau, đúng không ạ? Chứ không phải là ở đây thì chúng ta trao đổi mở ha. Vì hôm nay chúng ta đi du lịch mà trong cái mùa Noel ấm áp, đúng không? Có những đôi tình nhân kiếm thêm em bé cũng được, thế cũng vui, đúng không? Đó, thì hợp quạt những cặp vợ chồng nếu như còn sức sinh sản được, chúng ta lại tiếp tục nhé, đúng không? Vì cái dư âm của Noel vẫn còn mà, đúng không anh Khánh? Vâng. Khi mà nghe bác sĩ Tôm nói về cái câu chuyện vừa rồi thì Đan chợt nhớ ra là đã có một cái nghiên cứu nói rằng là những cái đứa trẻ mà được tạo nên trong những kỳ nghỉ thì nó đều là những đứa trẻ mà có cái chỉ số hạnh phúc rất là cao, bởi vì là những cái tình yêu trong cái lúc mà đi du lịch đều là những cái tình yêu mà có cái cung bậc về cái hạnh phúc nó cũng rất là cao. Nên là hy vọng rằng chúng ta đang được gặp nhau trong một khoảnh khắc rất là đặc biệt. Thứ nhất đó là cái khoảnh khắc cuối năm, là một cái năm mà cho dù là khó khăn hay là vất vả thì bao nhiêu bộn bề nó cũng nên được xếp lại. Thứ hai nữa là chúng ta cũng vừa trải qua những cái đêm Giáng sinh. Hiện nay chúng ta tất cả mọi nơi vẫn đang tràn ngập không khí Giáng sinh, và gọi là Giáng sinh hay năm mới thì đó cũng chính là một cái danh từ để nói rằng đó là cái thời khắc mà chúng ta nên nghĩ đến những cái điều tốt đẹp, những cái điều may mắn sẽ đến trong năm tới. Và đặc biệt là trong cái khán phòng ngày hôm nay tại khu resort rất là đẹp và nên thơ này, thì tất cả các anh chị em đang cùng hội ngộ tại đây để chúc mừng, chúc anh Biotech với 18 năm một hành trình đã rất là bền bỉ, rất là nỗ lực để mang lại rất là nhiều giá trị cho các đối tác, cho các bà con.
Và có rất là nhiều câu hỏi chắc chắn là mọi người sẽ muốn được giao lưu với bác sĩ Tôm. Và hiện nay thì trên điện thoại của Dan cũng đang bắt đầu được nhận các câu hỏi từ trên trực tuyến gửi về. Giờ ta ưu tiên cho chúng ta tập hợp những câu hỏi trực tuyến của bà con. Và bộ phận nên tập hợp lại. Nhưng mà dẫu gì đi chăng nữa, chúng ta ưu tiên cho những người đang ngồi trực tiếp ở đây một tí xíu nghe. Đó, những bà con đang ở xa, chúng ta nên xem có những cái nỗi đau nào, cần có những cái góc nhìn nào cần chia sẻ, đúng không? Bây giờ mời chắc ở đây về nuôi mà nuôi thực tiễn nhiều nhất ý, là có gần tôi ở một cái chỗ rất xa, xa lắm, ở tại cuối vùng Tổ quốc nhỉ? Ngày đấy gọi là rạch gốc anh nhỉ? À, Nam Căn. Đó, thì mời anh nuôi có 160 ao, nuôi ao lót bạt thôi. Đó, thì như vậy là hiện nay thì trong nhà thì cũng đang là mấy triệu con giống. Và như vậy đó là mời anh có thể chia sẻ hoặc đặt những cái câu hỏi với cho chia sẻ cái kinh nghiệm của mình hay là những cái khó khăn ở ngoài kia. Bởi vì một câu hỏi của anh ở đây á, là sẽ giúp đỡ được cho rất nhiều người, hoặc là những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm của anh đã từng qua. Bởi vì chúng ta đã biết rằng á, là khi để có một cái vụ mùa nó thành công thì vô vàn những cái khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta vượt qua nó thì để mới đi đến được thành công. Bởi vì để tôm được về mười mấy, 20 con, anh là chuyên gia nuôi sai về là 20 hai mấy con. Cho nên để nuôi được 20 hai mấy con á, thì mời anh chia sẻ những cái cung bậc, những có thể coi là trong giai đoạn đó có bị lóng ruột rồi bị phân trắng không, đúng không? Có bị là khoáng yếu hay không? Có bị như thế nào hay không? Đó là những cái chia sẻ của anh với giúp đỡ được cho nhiều người. Lúc đó anh có sử dụng kháng sinh hay không? Lúc đấy anh có đánh nhiều hóa chất hay không? Đấy, những cái đấy là ngoài kia hay là trong khán đài này, người ta mới rút ra được rằng là những cái chia sẻ của cái buổi talk show hôm nay là chúng ta có ý nghĩa. Cảm ơn anh. Dạ, lời đầu tiên thay mặt cho đại lý Kim Quy, Phạm Văn Quyền, Nam Căn xin gửi tới ban lãnh đạo công ty Trúc Anh cùng quý đại lý cùng quý khách hàng của công ty Trúc Anh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để tiếp lời chỗ anh giám đốc Xuân thì thực ra thì cũng chia sẻ lại với giám đốc, với lại quý đại lý cùng quý khách hàng thì câu chuyện chúng của là 6 tháng của trở về trước, còn 6 tháng của cuối năm 2022 thì cũng như các đại lý khác thì giữa đại lý cũng đang gặp khó khăn về cái tình hình dịch bệnh. Thì có trong cái lúc dịch bệnh như vậy thì dưới chỗ đại lý thì cũng tìm cái giải pháp để khắc phục. Thì bằng cách là như hồi nãy có chia sẻ với chú anh Xuân thì cái giải pháp mà để mà san thưa, để nuôi mật độ thưa về say lớn thì cũng chia sẻ với lại quý đại lý và quý khách hàng thì do cái giai đoạn nuôi tôm bé từ đang bị nhiễm cái EHB nhiều nên là nuôi khó khăn, nên là đại lý cũng san thưa những nô tôm mà với mật độ dày ấy, thì mình cái cách chuyển thưa mà bằng đường ống như hồi sáng có tâm sự với anh Xuân ấy. Cho với mình chuyển bằng các cái phương tiện như bằng thùng bằng ấy thì nó xa thì nó làm cho tôm mình nó yếu, nên là mình cũng trong cái khó thì bắt đầu là cũng ló cái khôn, tức là mình sẽ thiết kế cái hệ thống ống dài trên 300 mét để lối từ khu này sang khu kia để mình vận chuyển tôm cho nó khỏe. Cái đấy thì ở dưới đại lý thì cũng có đã anh chia sẻ thêm những cái ví dụ như anh có rất nhiều khu. Và như vậy có một chuyến tôi đi đó là xuống thăm anh ấy, là cái khu mà lúc đấy là tôm đâu là cả 200 mấy con nhà nó bị phân trắng mà sau này vẫn về được size lớn. Thì bởi vì chúng ta nuôi tôm này nếu mà nuôi không bệnh mới là lạ, đúng không? Quan trọng nhất là tổng kết cuối năm chúng ta lời được bao nhiêu. Và trong tổng thời gian chúng ta đi thì nó sẽ trúng thất như thế nào. Khi mà thất thì chúng ta biết cái nguyên nhân nó là gì, hướng khắc phục của nó ra sao. Chứ không báo là bây giờ là tí nữa anh Tháo sẽ 13 năm rồi nhà,
đúng không? Chú ấy Tháo là bao nhiêu năm thành công người ta? Em mới có 4-5 năm nay hả? Để anh chia sẻ một số cái về vấn đề cho bà con trước, rồi sau bắt đầu là anh sẽ nói có câu hỏi gì hay là có lời khuyên gì cho bà con khi mà đứng trước những các cái, bởi vì nuôi mà 160 ao thì bà con biết rằng cái tầm quản lý, quản trị vĩ mô cực kỳ phải tốt, quản trị nhân sự phải cực kỳ hay, đúng không ạ? Chứ không phải đơn giản đó, chứ đâu đơn giản đâu, bởi vì nuôi 4-5 ao đi ra nhìn phát là lé lé cái là nó không sao. Nhưng mà đây là nuôi 160 ao, nuôi ao bạc, ao công nghệ cao thì không phải là đơn giản. Người này là phi thường quá. Cho nên những cái câu nói, câu góp ý của anh ấy là rất giá trị. Đúng rồi anh Thắng nhỉ? Anh Dương nói là phải rồi đó. Bởi vì cách đây cũng khoảng 3-4 năm em cũng có tình cờ xuống cái nước. Cũng có ghé khu của anh Triền mà hôm nay cũng có duyên. Anh em ngồi chung sân khấu. Cũng anh Triền chia sẻ... anh Quyền chia sẻ thêm, đặc biệt anh Triền nuôi về sẽ lớn rất hay. Anh chia sẻ cho anh em như bà con về cái vấn đề đó. Thực ra thì cũng chẳng có ấy gì hết, thì mục đích là mình nuôi thưa. Nuôi thưa và mình nuôi san làm nhiều giai đoạn. Cũng như anh biết thì ở trong khán phòng đây thì cũng phần đa là các đại lý mình cũng vừa là kinh doanh mà cũng trực tiếp nuôi là nhiều. Thì để quản lý cái số lượng ao nó nhiều ấy, thì ngoài vấn đề mình quản trị về nhân sự ấy, thì mình làm tốt cái đó rồi. Thứ hai là mình cái mật độ thả nuôi thì ở dưới 5 căn thì do điều kiện mình cái muốn là trong cái chủ đạo của anh ấy, là anh sử dụng cạnh tranh sinh học, dùng những cái sản phẩm là vi sinh, chế phẩm sinh học nhiều hay là anh chủ đạo vẫn là kháng sinh, tức là ý cho gửi gắm cho cái cộng đồng một cái nó rất thực tế, đúng không? Đó, người ta cần là cần nghe những cái câu này đó, anh chia sẻ đi để giúp người bà con ngoài kia. Dạ, đúng không anh? Qua quá trình hợp tác với công ty Trúc Anh thì đại lý sử dụng nhiều các sản phẩm về vi sinh sinh thì cũng nói nuôi tôm mà không sử dụng kháng sinh thì không đúng, nhưng mà có sử dụng khi thật cần thiết thì mới sử dụng, và phần lớn là sử dụng là vi sinh theo quy trình của công ty Trúc Anh là nhiều. Rồi anh Tháo, bây giờ 4-5 năm nay biết rồi anh Tháo, bà con trong hội trường cũng như bà con đang theo dõi chương trình, thì anh Tháo là coi như là được kỹ sư nguyện nha. Kỹ sư nguyện là hỗ trợ từ đầu nha. Dạ. Anh kể qua về mình tí nha. Kể qua tí cho bà con, cho khán đài chúng ta biết. Đây là giao lưu trong một cái mùa đông ấm áp. Mùa đông ấm áp mà cũng có xe lạnh nè. Mùa đông. Cũng qua buổi tối hôm nay thì cũng xin chúc tất cả mọi người ở khán phòng hôm nay là có một đêm thật sức khỏe và vui vẻ. Thì em thì đến từ An Phúc, Đông Hải. Nói An Phúc mà không chắc cũng không ai biết An Phúc là cái xã nào của cái huyện Đông Hải. Có cái duyên là hồi xưa là em đến công ty Trúc Anh là cũng khoảng 4-5 năm về, cũng quên. Hồi xưa mà lúc mà dèo trong ao dèo mà khoảng 10 ngày con tôm mà nó chết á. Nó chết mà chẳng trắng gan mà chết cũng không biết nguyên nhân này, không ra nói đó. Thì cũng bị nhiều ao. Cái em lên mạng, em vô YouTube đó, em coi mà quy trình bao lóc của anh đó. Thì có tìm đến công ty. Thì có anh Nguyện cho kiến sư Nguyện cũng có xuống hỗ trợ. Thì từ đó tới nay thì thấy cũng có lý. Em thì em cũng nhỏ tuổi thôi, mới 34 tuổi à, nên em ngồi thì nó cũng ngại quá. Đặc biệt đó, trong quá trình em cũng chia sẻ về mảng vi sinh đó, thì em có nhiều khu cũng có sử dụng thử, đặc biệt là trong quá trình nuôi là em không diệt khuẩn, hạn chế diệt khuẩn. Nói có khi hơi phi khoa học chút nhưng mà em rất là ngại diệt khuẩn, chỉ xài vi sinh thôi hoặc là thay nước. Thì cũng có một cái vấn đề là tụi em nuôi ở đó là môi trường còn tốt, có nghĩa là
diệt khuẩn thì nó sẽ ảnh hưởng tới là cái hệ sinh cái hệ điểm của cây cao, thường thường em nghĩ gì đó thì đa số là khi diệt khuẩn là tôm nó sẽ có cái vấn đề giống như là gột yếu hoặc là gan yếu vậy đó, thì em chủ yếu là em xài vi sinh thôi. Rồi em cũng chia sẻ nhiêu đó thôi. Giờ cảm ơn anh. Bởi vì anh nói ra như thế nhưng mà tôi sẽ giải thích thêm về cái cơ chế. Và trong tất cả ở đây bà con ngồi ở dưới là đại lý của Trúc Anh, yêu mến tôi, yêu mến Trúc Anh lâu nay và cũng đã đến thăm công ty. Thì đến ngay chỗ cái xã Vĩnh Trạch, ngay đó là vùng là 6 tháng mặn và 6 tháng ngọt. Và nước nó khó như nước Israel. Và hồi đó tôi nuôi tôm mà trúng tôm như củi từ cái thời ao đất ấy, rồi đến ao lót bạc. Đúng không ạ? Ai đến cũng thấy tôm trúng như củi, thấy không? Đúng rồi các. Ôi giời ơi, tôm mười mấy con, hai mươi mấy con nó trúng như củi. Mà ngay đó đó là không hề diệt khuẩn. Bởi vì mình nói là phải làm. Bởi vì thật ra nha, chúng ta thử nhìn thử cái bệnh than và anthracnose là cái con vi khuẩn đó y chang con Bacillus subtilis, đúng không? Hay là con Cereus, nó gây ung thư da, ung thư bao tử của chúng ta, trong ao của chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà do lâu nay là cả một cái quá trình dài, cái thứ nhất là thói quen, cái thứ hai là cho nên bà con hay sử dụng kháng sinh hóa chất, thế thôi. Chứ còn đấy, bản thân là tôi trên đấy thì ai cũng biết rằng có sử dụng miếng hóa chất nào đâu, đúng không? Thế thì đó là cái thứ nhất. Và tại sao chúng ta, khi anh đã nói đến là cái vấn đề là diệt khuẩn một phát là tôm nó sẽ bị đường ruột. Đấy là những cái câu hỏi để mình giải thích luôn. Vì sao? Táo nó sập. Tôm những con mới lột nó có ăn được đâu. Thức ăn sẽ thừa trong lúc đấy, đúng không? Con tôm mới lột đưa hóa chất xuống rát thấy mẹ nó biết nói thì coi như khối thể chất. Thế đấy. Cho nên là cái chuyện đấy nó yếu bệnh là đương nhiên. Nhưng chúng ta tìm được vi sinh mà để có hoạt tính kháng khuẩn, hoạt tính enzyme tốt thì bằng cách nào? Đúng không? Đấy, cho nên cả vấn đề. Vì con chuột nó có những con nó chỉ là mèo kiếng thôi, nó có biết bắt chuột đâu. Nhưng có những con mèo là nó chuyên gia săn mồi bắt chuột, đúng không? Thì vi khuẩn nó y chang như vậy. Thôi chắc là mời anh có ý kiến tí nhỉ. Anh đây là, các anh đây là nuôi ao bạt nha, nuôi ao bạt công nghệ cao. Đây, anh ao đất lót bạt bờ mới trúng nhiều tí nhỉ? Có 5 tí ngoài thôi ạ. Vâng, anh nuôi lời mới có 5 tí ngoài thôi. Mời anh chia sẻ cái 5 tí của anh. Chúng ta cho anh một tràng pháo tay ấy. Dạ, trước khi mà vị khách mời chúng ta sẽ chia sẻ thì cập nhật hiện nay chương trình chúng ta đang có gần 300 người theo dõi chỉ sau một ít phút phát sóng thôi ạ. Và cái số lượt chia sẻ đến 100 lượt. Trong đó chắc chắn là có rất là nhiều các anh chị em đang ngồi ở đây đã cùng chung tay với công ty Trúc Anh để chia sẻ cái này. Và điều đó cũng thể hiện rất rõ cái tình yêu, cái sự gắn bó của tất cả các anh chị em đối với công ty Trúc Anh. Mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời tri ân và cảm ơn đến tất cả các anh chị ạ. Vâng ạ, em xin mời sự chia sẻ từ anh. Dạ, trước hết em đến từ thành phố Bến Tre. Em là Út Căng. Thì em xin chúc anh chị trong khán phòng dồi dào sức khỏe. Thì em cũng xin cảm ơn công ty Trúc Anh. Thì nói chung là em đến với công ty Trúc Anh là em là một cái nông dân nuôi tôm. Thì từ cái lúc mà em đã hợp tác đối với công ty Trúc Anh năm 2015 đến giờ á, thì nói chung là năm nào em cũng thành công. Thì ban đầu á, thì em nuôi 2 ao, thì nói chung năm nào em cũng có lời. Ví dụ số lượng ao ít á, thì em lời ít, số lượng ao nhiều á, thì em lời nhiều. Thì nói chung năm nay á, tổng kết năm nay là em nuôi 5 ao là 2 vụ là em bắt tổng là 53 tấn tôm là trên là 60 con. Nói chung là bình quân em bán là cũng trăm ngoài là nó được 5 tỷ 7. Thì về cái môi trường nuôi của bên công ty Trúc Anh á, thì em sử dụng những cái bộ dinh dưỡng của Trúc Anh là bộ tứ á. Thì T-Fort, thì T-Liver, thì Beta-Lucan với Tavitmin. Thì cộng chung với cái bộ tứ đó, còn thêm một cái nữa mà để bao bọc cho cái thuốc mà để nó ổn định á, là Tavinder.
để cho nó không có trôi thuốc được trong khi mà có bị mưa hay hoặc gì đó. Chỗ xuống cho thí dụ tôm mà bắt mồi chậm thì nó cũng không có tan được cái thuốc á. Cho nên cái đó là cũng một cái hiệu quả là để chống được cái phòng bệnh phân trắng. Trên cơ bản đó thì còn những cái xử lý gì cái môi trường nước á, thì nói chung á thì cái giai đoạn đầu trong tháng á thì tôi thường xử lý cái tagon mà gói vàng á. Thì sau đó mà thí dụ qua một cái thời gian chừng 15 đến 20 ngày đầu tôi thay đổi dòng vi sinh Tamiflu. Thì trong khi á tôi xử lý những cái trường hợp mà để quản lý cái môi trường á là đa số là 3 ngày tôi sẽ xử lý một ngày một lần. Là đánh theo cái tỷ lệ của cái diện tích ao của mình. Thì tính toán theo cái công thức của bên công ty sản xuất cái dòng vi sinh ra thì mình cộng đó thì mình cứ nhân lên mình đánh. Thì trước hết tôi cũng không phát biểu nhiều, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì tôi xin chúc cho anh chị em trong khán phòng một lát nữa ăn cho ngon miệng ha. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Hiện nay thì bởi vì chương trình của chúng ta có một cái chủ đề, đó là talk show cùng với bác sĩ Tôm. Và hiện nay khách hàng đang bắt đầu chuyển về rất là nhiều câu hỏi mạng dành cho bác sĩ Tôm ạ. Và trong đây thì có một câu hỏi đang nghĩ rằng rất là nhiều các anh chị em trong khán phòng nếu mà đã từng biết đến bác sĩ Tôm cũng đã từng có mối quan tâm. Đó là lý do vì sao mà một chàng trai người Bắc lại sẵn sàng vào Nam để lập nghiệp. Phải chăng là vì một bóng hồng nào đó đã thu hút anh, khiến cho anh bỏ quê, bỏ cha, bỏ mẹ để vào miền Nam lập nghiệp không ạ? Xin mời anh trả lời câu hỏi này ạ. À, cái nó thật ra đi lập nghiệp thì... thì đi ở đâu thì chúng ta vào trong này đúng là cái trung tâm mà, đúng không? Như Bạc Liêu á, là cũng may mắn là cái trung tâm là được Thủ tướng coi là một cái thủ phủ ngành tôm. À, về diện tích thì đứng sau thôi, nhưng mà mình may mắn vào trong đấy thì thật ra là ngày xưa cũng đi tìm việc trên báo Tuổi Trẻ thôi. Nói chung mới ra trường thì đi tìm mình tự làm thôi, nhưng có thể là cái ban đầu là xác định ngay cái ban đầu đó là nuôi tôm á, là bằng phương pháp cạnh tranh sinh học, không có sử dụng kháng sinh hóa chất. Chính vì thế ấp ủ trước khi á, là nuôi tôm ở Tiền Giang, trước khi đặt chân xuống đất Bạc Liêu. Thì như vậy bà con biết rằng cái thời điểm đấy là một con muỗi mà muỗi vắt trắng á, đúng không? Ở đây có rất nhiều các cô chú biết, bây giờ không biết nó đi đâu mất tiêu rồi. Nó cắn một phát thành một cái lỗ mũ. Và tất cả các nhân viên cái thời điểm đấy mà công ty mà cử xuống một tuần thì nó bỏ về hết. Bởi vì nó nổi cái lỗ mũ lên rất chi là gây. Nhưng mà mình bảo tôi xuống đây rồi nó còn vất vả hơn là xuống Bạc Liêu. Xuống Bạc Liêu thì bắt đầu mình là xây dựng các cái mô hình, xây dựng cho những cái bà con có những cái nhà lá trở thành nhà tường, chứ không phải là ngược lại nha. Thế là cũng may, chính vì như thế được bà con yêu mến. Đấy, chứ không phải là người ta có nhà tường đến dụ người ta lại đi thành nhà lá. Thì may mà mình đã còn làm xuôi. Cho nên là mới có ngày hôm nay. Và chính vì như thế thì bắt đầu mới lấy được cô bé Bạc Liêu, lúc đấy là mới sinh viên năm 3. Thôi nói chung là quay lại cái vấn đề đấy thì cũng là một cái thiên tình sử. Một bên là từ $1 trở thành là hôm nay có mấy đứa con, có khách hàng yêu mến không? Rồi một bên là giống như mối tình Juliet thì ôi giời ơi, các cái trường thoại thì nhiều nhiều lắm, đúng không? Đấy, trong Noel ta nói chuyện vui thì dễ gánh nhỉ. Thế nhưng mà bây giờ nãy giờ anh Út Căn anh nói về cái các cái sản phẩm. Bởi vì ở đại lý đấy thì bà con và các bạn chúng ta cũng biết rằng là sẽ có rất nhiều các công ty và có rất nhiều các dòng sản phẩm. Sau khi có một bác nông dân như anh Út Căn đã nuôi ao đất mà có được những cái sản lượng trong cái thời gian mà nó khó khăn như thế, thì đối với anh Khánh là một đại lý lớn phân phối ở Cà Mau thì anh cũng sẽ phân phối rất nhiều các công ty. Thì như vậy khi anh chia sẻ như thế thì anh cảm nhận như thế nào? Anh có sử dụng các cái sản phẩm rồi anh có chỉ đạo cho khu nào thử nghiệm chúc anh và cái tỷ lệ thành công của nó thế nào? Vâng. Trước tiên em xin chào ban giám đốc công ty Trúc Anh cùng toàn thể quý đại lý và cán bộ nhân viên công ty Trúc Anh mặt trong văn phòng hôm nay. Dạ. Trên thị trường thì hiện nay thì có rất là nhiều công ty thuốc đang cùng bán trong cửa hàng của đại lý Gia Khánh Cà Mau, nhưng hiện tại thì đại lý Gia Khánh là chỉ kinh doanh duy nhất của sản phẩm vi sinh của Trúc Anh. Dạ. Là sản phẩm thay thế được cái hoàn toàn cái thuốc diệt khuẩn trong quá trình nuôi.
Và hiện tại thì tất cả các phao nuôi của đại lý Gia Khánh thì không có sử dụng hóa chất mà sử dụng hoàn toàn các vi sinh của công ty Trúc Anh từ đầu tới thu hoạch tôm. Rồi kết hợp với các cái sản phẩm như là men tiêu hóa rồi hỗ trợ gan là đều sử dụng của công ty Trúc Anh. Và tôi thấy sản phẩm rất là tốt và đạt hiệu quả cao so với các công ty khác. Rồi em cảm ơn. Cảm ơn câu trả lời của anh. Quay trở lại một chút xíu với cái câu hỏi vừa rồi mà MC vừa có giúp cho vị khán giả đang giao lưu trực tuyến hỏi đấy ạ. Thì cái nick của cái vị khán giả đó là Bông Hồng Xanh ạ. Thì chắc chắn đó là một cô gái chứ không thể là một chàng trai. Và bác sĩ Tôm của chúng ta thì thật sự quá là tỉnh táo khi mà trả lời một câu hỏi quá là thông minh. Hy vọng rằng là vị khán giả đó cũng đang theo dõi chương trình live stream. Và biết đâu đó thì khoảng khi mà kỷ niệm 20 năm của Trúc Anh Biotech thì chúng ta sẽ được nhận một cuốn sách gọi là Thiên Tình Sử của bác sĩ Tôm. Đúng không ạ? Nick là Bông Hồng Xanh đặt một câu hỏi rất là riêng tư nên là Phó Tổng Giám Đốc ghi cũng cẩn thận với trường hợp này. Đặc biệt là khi mà cái chương trình live stream này đang được phát trên vài trăm nhóm ạ. Có một cái câu hỏi hơi chuyên sâu một chút xíu để đặt câu hỏi và có thể là một trong bốn vị khách mời trong ngày hôm nay sẽ trả lời câu hỏi này ạ. Đó là các anh chia sẻ là các anh rất là thành công trong các vụ mùa. Vậy thì trước dịch EHP thì các anh đã xử lý như thế nào? Khi mà có cái dịch EHP thì các anh đã xử lý ra sao? Và sản phẩm của công ty Trúc Anh thì có giúp được cho các anh nhiều hay không? Thì chắc là với câu hỏi này thì sẽ xin một trong bốn vị khách mời ở trên sân khấu xin được trả lời câu hỏi này cho khán giả trực tuyến ạ. Em mời anh. Anh trả lời. Về phần chuyên môn này cũng nhờ anh Xuân chia sẻ thêm vì cuối năm 2022 này thì nó cũng nhiều cái vấn đề xảy ra. Giống như EHP thì nó nuôi tôm thì nó không có chết rồi đó. Thường thường thì ba giai đoạn từ 35 đến 45 ngày thì tôm ăn yếu hoặc là bị phân trắng. Đó là cũng một dấu hiệu của EHP thì mong anh Xuân về chuyên sâu sẽ chia sẻ cho em cũng như một số bà con được gọi về vấn đề này. Đúng cái này như cái bệnh EHP như hồi nãy lúc đầu vào khi mình nói đấy, đó là một cái nỗi đau cho bà con từ những năm 2009 trước khi mà cái dịch bệnh EMS hồi đó là INF. Thì đến năm 2013 thì bắt đầu chúng ta mới biết là cái dịch bệnh là tôm chết một tháng tuổi là do cái vi khuẩn virus Firmicutes. Còn lúc đầu là do EHP, mà EHP là gì? Bà con thì gõ lên trên đó là ra rất nhiều các chuyên môn. Cho nên chúng ta ngồi đây để nói để cho nó dễ hiểu. Tức là EHP là vi bào tử trùng. Nó là nó gần với ngành nấm đó, nhưng mà nó là ký sinh trùng và nó làm trong cái đường ruột của con tôm. Nó làm cho con tôm không hấp thụ được thức ăn, đúng không? Còn tên khoa học của nó thì nói rồi cũng không hiểu, mà cuối cùng ra lại là mất thời gian. Cho nên nó làm cho tôm chúng ta chậm lớn. Và khi chúng ta yếu giống như chúng ta bị đau bụng mà đi tào tháo đuổi đấy, thì mất nước rồi nó đủ thứ, nó dịch bệnh nó xảy ra. Nào là nó kéo theo phân trắng, nó kéo theo kinh thừa các thứ, đúng không? Bởi vì làm suy yếu cơ thể của mình. Cho nên ấy, mà nếu như chúng ta cái trào đấy, chúng ta biết rằng là khi mới biết đấy, thì bà con biết rằng ngay cả khi mà quản lý nhà nước, các cái cơ quan chuyên môn bắt các trại giống phải tắm phọc môn 30 phút. Các anh nhớ không nhỉ? Đúng không anh Khánh? Đó, bà con biết tắm rồi nông dân trại giống cùng chết. Sau đó là kêu diệt khuẩn. Bà con biết cái trào đấy diệt khuẩn anh Khánh Lượng nhỉ? Đúng không? Cái trào đấy diệt khuẩn, xịt phọc môn xuống đất, xịt. Đủ tứ đánh phọc malin đắm xuống đất, ui trời ơi, kinh khủng khiếp. Tôi báo như thế này thì cái nỗi đau này thì còn gì nữa. Đứa con mà ví dụ như bà đã mua mãi với được hecta đất để nuôi tôm, nó mong rằng từ hecta đất nó nuôi theo công nghệ cao như hiện nay thì lời được vài tỷ một năm. Nhưng mà xài kháng sinh mà vừa là hóa chất vừa là kháng sinh xịt như thế thì nó chai hóa cái đất. Và cuối cùng là hệ sinh thái nó biến đổi, đúng không? Nó sẽ là thay đổi cái hệ sinh thái vi sinh vật trong ao của chúng ta. Và hôm nay diệt con này thì lại lòi cho con khác.
Bởi vì cơ thể của nó càng đơn giản thì nó càng dễ thích nghi. Nó tạo ra thôi. Và chúng ta chỉ cạnh tranh sinh học đơn giản, là bà con chứ đơn giản là chúng ta đi nhiều. Bà con bây giờ cũng đã đi trong và ngoài nước, đi tham quan các cái mô hình cạnh tranh sinh học này. Trong trồng lúa người ta diệt dày đâu cũng bằng như thế nào thì đấy. Trong nuôi ở đây, trong nhà chúng ta nuôi con mèo, đúng không? Thế thì nghe tiếng mèo thì chuột nó cũng chạy thấy mẹ này, chưa cần ăn thịt mèo, chưa cần ăn thịt chuột. Thì như vậy đơn giản là cạnh tranh sinh học. Chúng ta hãy lọc nước, lắng nước, có những cái vôi diệt khuẩn trong đất, trong này kia. Chúng ta dùng bằng những cái phương pháp rất đơn giản như thế. Đừng có phải tìm những cái loại kháng sinh, mà kháng sinh cao cấp ở người thế hệ mới, nó bán mà lợi ích của mấy kỹ sư nữa. Nào thế hệ sau chứ người thế hệ 7. Tôi nghe mà xót xa mà cười thì nói chẳng lẽ lúc đấy thì đi nói với bà con là thế hệ nào đây, đúng không? Bởi vì lợi ích của cái anh kỹ sư đấy. Thì anh ta nói ôi cái loại này là kháng sinh loại 6 rồi, ngày xưa là loại 5, bỏ rồi. Ủa mẹ, thế cuối cùng đi rút túi tiền bà con tôm chết. Lúc alo 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 thì tò tí te chạy bất sạc, đúng không? Đó là như vậy, là những cái này là cái nỗi đau cực kỳ lớn, đúng không anh Huyền? Đó, thì cho nên chúng ta ngoài kia hết sức tỉnh táo, hết sức bình tĩnh, chúng ta trải qua hết. Nhưng mà vì dối, bây giờ nhà giống như sáng tôi đi chạy trên cát, càng dùng sức thì chân mình càng lún sâu xuống, đúng không? Bây giờ bà con càng thất bại thì đi du lịch. Bao nhiêu người từ trước đến giờ tôi đều nói như thế. Cái thứ nhất, chúng ta đi thoát khỏi cái vùng đấy, chúng ta đi chơi, nhìn là một khía cạnh khác. Bởi vì thất bại là do cái góc nhìn của mình lúc đấy. Thấy tôm chết là nằm ngủ cũng mơ thấy tôm chết mà. Bà con biết ngày xưa tôi nuôi tôm bởi vì tôm trúng như củi, vì sao? Mặc quần đùi áo ba lỗ, đêm nằm mơ quạt này nhắm mắt lại cái là nằm mơ cái quạt nó tắt. Tí nữa ngồi tí nữa nó tắt thật. Hù thế chứ. Còn mà con biết rằng là thiếu oxy, mình mò mẫm xuống dưới ao. Nhưng mà đến lúc đó, mình càng ấp cái đó vào trong đầu thì chắc chắn nó sẽ tới. Thì bà con đi ra nhìn xem những cách làm hay, cách làm mới như thế nào, cho tư tưởng mình thoải mái ra, xem cái lọc nước của họ có thay đổi gì không, túi lọc như thế nào, hệ thống lọc nó ra sao, ao sẵn sàng thế nào, kính thưa và kính thưa, đúng không? Thì lúc đó chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta tốn đi một tí tiền, chúng ta bỏ đi một tí thời gian, ta refresh cái đầu lại, làm mới cái đầu cho nó tươi trẻ. Ra ngoài nhìn vào chỗ các cái trung tâm bãi biển mà ta nhìn mấy cô gái đẹp, thay đổi không khí tới đây nha các bà chị. Thì tự nhiên cuộc đời nó bắt đầu là vui tươi trở lại, chúng ta lại có một trường năng lượng mới về để chúng ta giải quyết các vấn đề. Thế thì giống như quay lại cái vấn đề là chúng ta càng lấn sâu thì chúng ta càng rối trong vấn đề đấy. Cho nên bà con chúng ta còn xét nghiệm nhá, nói về cái SP xét nghiệm diễn tham đấy đi chăng nữa, thì tất cả các thứ nó xét nghiệm nó chỉ còn đúng hay không do cái quá trình lấy mẫu nữa. Cho nên cái này bà con chứ cạnh tranh sinh học nha, chứ xử lý một cách bình thường, lỡ ai ngoài kia đã lấy bầy giống mà xét nghiệm có EP nha, chứ nuôi đi, mà đặc biệt là mua giống của chúng anh mà có bị thì tôi đền cho, đền cả thuốc cả giống, chơi luôn nha. Để đó được không đấy, rồi chứ cạnh tranh sinh học bình thường cho tôi. Còn ngoài kia đã chậm lớn. Bây giờ này, ngoài bà con đang khoai, những người đã có trong này nha, chúng ta có khách hàng. Bà con đang xem trên đài truyền hình, những cái hô lô tôm nào trước quay phim đưa về đây. Tôm tôi bật nỗi đau mà. Bà con thấy mấy tại sao lâu nay tôi chạy bộ mà tôi bán được hàng không? Thật ra là giúp bà con, chứ không phải là nói từ bán hàng để cho nó nghĩa. 5 tháng tôm 80 con, 90 con tôm sú ao đất. Ôi giời ơi, làm sao lời nói. Thì bây giờ nếu như có 2-3 ao, nói ở đây 2-3 ao để mà chúng ta so sánh được, thì chứ lấy liên hệ với chúng anh, tôi sẽ tặng không nhá. Quay cho tôi cái ao đấy, bởi vì kỹ sư chúng anh ít lắm, nó có được có 20 mấy người. 20 mấy người mà từ bà con thử nghĩ coi làm sao đi chăm hết. Cho nên chứ gửi về, quay video gửi về nha. Cần tôm nói ngày tuổi, nói trên đấy, tôi gửi địa chỉ bộ phận chăm sóc, gửi cái bộ dinh dưỡng, thuốc thang, vi sinh, kính thừa các thứ. Nếu chậm lớn, chúng ta cho ăn thử, so sánh trong vòng 7 đến 10 ngày. Nếu như thấy hiệu quả được,
thì hãy mua, hãy nghe cái ông tiến sĩ mẹ đây, chứ bảo bác sĩ tôm tiến sĩ gì nổ cho nó cố vô đủ vỡ, tôi mua về trước quốc, thấy không? Thì nó là như vậy, cho nên là cái này nha bà con, chứ thực hiện và chứ gửi lên đó, thì để chúng ta chứng thực được luôn là như thế nào, nếu như nó cải tiến được nha thì chúng ta hợp tác với nhau, thì chúng ta lại sẽ có những cái mối tình dài lâu hơn. Cảm ơn câu hỏi của quý bà con, cảm ơn câu hỏi từ khán đài và khán trường. Vâng, cho một tràng pháo tay. Cảm ơn bác sĩ Tôm về câu trả lời rất là cụ thể và rõ ràng cho cái câu hỏi của vị khán giả đang theo dõi trên trực tuyến. Ở góc độ của MC thì không dám can thiệp gì sâu vào cái thông tin chuyên môn của bác sĩ vừa có chia sẻ đâu ạ. MC chỉ có muốn là lưu ý một điều thôi. Đó là trong cái nội dung chia sẻ của bác sĩ thì có nói rằng là nếu khi mà chúng ta gặp phải việc là tôm bệnh, tôm chết, đừng để cho năng lượng của mình hao hụt mà hãy gia tăng năng lượng của mình, bởi vì năng lượng mà tăng thì ngân lượng nó sẽ tự đến, bằng cái cách là hãy đi ra những cái bãi biển xinh đẹp, hãy ngắm những cái cô mà bikini chân dài da trắng. Anh đang hơi thiết, bởi vì anh chỉ nhắc mối đến là các anh thôi. Thế còn các chị thì sao ạ? Cơ hội ạ. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ ra bãi biển, cũng sẽ ngắm những anh 6 múi, 7 múi ạ, body đẹp ạ, cao 1m8 ạ. Thế thì nếu mà như vậy thì những cái ông chồng của những cái chủ farm tôm mà là nữ thì lúc đấy hãy hiểu rằng là thực ra là chúng tôi chỉ đang đi tìm giải pháp cho kinh tế gia đình mà thôi, không có gì là căng thẳng cả. Chúng ta có đồng ý không ạ? Cơ hội dành cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Và khi nãy khi mà anh bác sĩ Tôm có chia sẻ vừa rồi thì thực ra là ngay từ đầu Đan cũng có một cái băn khoăn, rất là băn khoăn, bởi vì thật sự Đan chia sẻ với tất cả các anh chị em ngồi trong khán phòng ngày hôm nay, bên cạnh cái vai trò là một người dẫn dắt chương trình thì Đan cũng là một nhà kinh doanh, là một nhà tư vấn chiến lược. Và Đan đặt một cái câu hỏi rất là ngạc nhiên, đó là thông thường ấy, một cái ông giám đốc của một công ty thì ông ấy khi mà đã đạt được một cái thành công nhất định thì tiếp tục nữa, ông ấy sẽ đo lường bằng cái việc là có bao nhiêu khách hàng, doanh số đạt được bao nhiêu, thị phần đạt được bao nhiêu, chứ rất hiếm khi mà thấy một cái người chủ doanh nghiệp, đặc biệt là ở trong lĩnh vực hoạt động về nông nghiệp nói chung, mà đặc biệt là trong cái ngành nuôi trồng thủy sản nói riêng, lại đi miệt mài đi học để lấy bằng thạc sĩ rồi sau đó tiếp tục lấy bằng tiến sĩ. Mà trong ngành nghiên cứu khoa học thì nó cực lắm các quý vị, vô cùng vất vả, vô cùng cực nhọc, mà đặc biệt là lại đi học khi mà có gia đình, thì những cái đánh đổi đó thật sự là những cái hy sinh rất là lớn. Nhưng mà khi nãy thì khi mà nghe bác sĩ Tôm có nói một cái keyword, đó là tôi không bán hàng, mà tôi coi đó là sự giúp đỡ, là việc trao giải pháp. Thì bây giờ tôi đã hiểu rằng là thực sự là anh sẵn sàng đánh đổi cái quãng thời gian của mình, đánh đổi những cái thời gian bên gia đình, bên vợ con, đánh đổi trong ngắn hạn để có hạnh phúc trong dài hạn. Không chỉ là hạnh phúc cho bản thân mình mà là hạnh phúc cho rất là nhiều người, bằng những cái sản phẩm dịch vụ, bằng những cái giải pháp tốt để dành cho bà con. Rất là trân trọng và xin được cảm ơn anh. Có một cái câu hỏi cũng khá là sâu từ khách hàng trên trực tuyến. Xin phép được giao lưu một câu nữa rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở về với hội trường. Tuy nhiên là Đan cũng tin rằng những cái câu hỏi mà từ khán giả trực tuyến gửi về cũng là những cái mối quan tâm của rất nhiều các anh chị em ở đây ạ. Câu hỏi của chị Lại Ngọc Lan. Dạ chào bác sĩ Tôm, hiện nay một số ao đất bạt bờ có hiện tượng chất lơ lửng trong nước rất nhiều, nước đục dẫn đến nhiều hệ lụy, thiệt hại nhiều nhất là bệnh đốm đen. Bác sĩ Tôm hướng dẫn biện pháp khắc phục mà không cần dùng chất trợ lắng. Xin được cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin mời bác sĩ trả lời ạ. Chị tên là Lan ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi này. Là ao đất mà không đục thì nó cũng hơi ngạc nhiên đúng không? Nhưng mà nó đục, nó lợn cợn, nó sạch như thế nào? Thì chúng ta biết rằng là nó như thế này. Cái nguyên nhân mà trong câu hỏi của chị ấy, trong nuôi ao đất lót bạt bờ nha, hay là ao đất không lót bạt mà tôm nó bị cái bệnh đốm nâu đốm đen, đốm nâu đốm đen ấy, là như vậy là nó bị sẹo đúng không? Đúng không? Đúng không chị Lan ơi? Như vậy đó là tôm á, là lãi sẽ trừ từ 5 đến 12 ngàn tùy đúng không? Và như vậy trước khi nó ra được cái đốm đen ấy, thì nó sẽ là đốm nâu. Trước nó bị sẹo thì nó phải xước tí mà màu nó hơi nâu nâu đúng không? Và những cái ao đó là thường là ao tôm lớn
và ao có khí độc, NO2 hay là H2S, đó, nó rất là cao, đặc biệt là cái mật độ vi khuẩn Viroflavicus và Vibrio, nói chung chứ không phải là Viroflavicus, thì nó rất là lớn. Cho nên cái cách để mà chúng ta giảm được nước đục thì lâu nay cái bà con biết rằng nó là vi sinh ngày xưa, tại sao trong tất cả các đại lý ở đây chứ sử dụng cái tao bôn rồ, nó chỉ nào là cắt tao xanh, tao sợi, tao đó, kính thừa nhờ. Rồi nước đục lợn cợn hay là nước này nước kia thì tao bôn rồ là giải quyết được các cái vấn đề này. Thì cái này là nếu như chị là những khách hàng mới thì có thể chị liên hệ để được nhận tặng. Còn nếu chị là khách hàng cũ thì cảm ơn chị và cũng có hàng đặc biệt đó trong cái buổi câu hỏi của ngày hôm nay nha. Thì như vậy chị sử dụng cái đấy cộng với lại cho ăn thêm cái thằng ta forver, tức là cái đó cung cấp cái vỏ nó dày đấy, và giống như chỗ anh nha gì là Long A Long An nhà anh nha Lan Anh nha, đại lý đấy, tí nữa chắc là cũng mời anh nói về sản phẩm này, tức là cái đó làm cho vỏ nó dày và nó cũng làm cho con tôm nó không bị cái vi khuẩn nó xâm nhập. Thì những cái cách này anh có thể là lên mạng nha, vào kênh YouTube, cái này tôi cũng chỉ rất là dễ, hoặc anh đặt câu hỏi trên fanpage trên ấy và bộ phận chăm sóc nhớ trả lời, và có phần quà đặc biệt nếu như là khách hàng mới thì tặng nguyên một xô 3 kg nha, được không? Hỏi chị có còn ở trên không, tặng luôn, có cảm ơn không? Thử xài thử sạch sẽ rồi tính tiếp. Hy vọng là chị Lại Ngọc Lan đã có được cái câu trả lời mà mình hài lòng từ bác sĩ Tôm. Thực ra thì còn rất là nhiều câu hỏi, tuy nhiên là chúng ta cũng đã thống nhất là buổi ngày hôm nay là cái buổi chúng ta giao lưu thân thiết, và cái thời lượng dành cho cái việc hỏi đáp nó sẽ không có quá nhiều. Còn một câu hỏi trên trực tuyến nữa, xin phép được hỏi bác sĩ, rồi sau đó là hội trường chúng ta sẽ trở về với cái nội dung chính của ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ cùng ăn bữa cơm thân mật với nhau. Và những cái nội dung gì cần thì chúng ta sẽ có thể hỏi trực tiếp bác sĩ Tôm. Còn những câu hỏi khác của các quý vị khán giả thì vui lòng inbox về cho công ty công nghệ Trúc Anh, hoặc là các comment của quý vị khán giả thì sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng tổng hợp và chúng tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một ạ. Có một câu hỏi rất là hay và thực tế thưa quý vị và các bạn, đó là thưa bác sĩ Tôm, em đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tuy nhiên hiện nay bất động sản chết nhiều quá, anh ấy dùng từ thật quá, vì vậy mà em muốn chuyển nghề kinh doanh sang lĩnh vực tôm. Vậy thì ở công ty Trúc Anh hiện nay có cơ hội nào dành cho em không, và điều kiện thì quá khó khăn không ạ? Dạ, câu hỏi từ anh Ngọc gửi đến cho anh ạ, xin mời anh đại diện của Trúc Anh trả lời ạ. Cái chuyên đề về tôm, nhưng mà một số anh trong bất động sản trong lúc này là thị trường 10 năm mới có một lần, đúng không? Và như vậy là một câu hỏi rất chi là hay, và đặc biệt là để có những cái leader giỏi, để có những cái nhân sự giỏi thì những cái ngành như là bất động sản, bảo hiểm, thì như vậy đó, đến với các cái sản phẩm này thì bán hàng là rất tốt, đúng không? Đó là mới được cái kỹ năng bán hàng thôi. Tôi sẽ đến với, sẽ mời anh về nha, tôi sẽ đào tạo chỉ cho cách để tiếp cận với bà con. Vì sắp tới tôi sẽ quay trở lại thì thật ra đó là với bà con ngồi đây, bà con đang xem trên chương trình. Thật ra với kinh nghiệm 30 ba mấy năm kinh nghiệm của bà con, đôi khi không cần đến là kỹ sư đến tận ao để mà giải quyết bệnh nữa, đúng không? Đúng anh Khánh nhỉ? Mà đến chỉ đo môi trường, đến đặc biệt nha, ở ngoài miền Bắc thì ai cũng biết đo môi trường hết. Trong dân miền Nam chúng ta đa phần nông dân chỉ trông cho kỹ sư đến để đo, để test. Thế nhưng mà chúng ta có một cái quy trình, đến về đến đây tôi sẽ đào tạo hết cho anh từ A đến Z cái cách đó như thế nào, đưa bằng các cái trang A4, đào tạo chuyên sâu tùy theo cái cấp độ của anh, đúng không? Thì sẽ đến giúp được bà con. Bởi vì cái thứ nhất, anh ấy là có kỹ năng về bất động sản mà, cho nên bán hàng rất tốt. Và bán hàng là giúp đỡ nha. Lâu nay là chúng ta chưa nghĩ bán hàng là xấu, là giá trị thặng dư. Cái chào của tôi học là buôn bán được gọi là con buôn, và giá trị thặng dư, đúng không? Nó sai. Và bây giờ bán hàng là giúp đỡ. Theo tôi, quan điểm của tôi đó là gì? Bởi vì giúp cho những cái bà con ngoài kia mua được các sản phẩm tốt, cách làm hay, giải quyết cho người ta được các cái vấn đề khó, đưa cái sản phẩm tốt mà đến để giải quyết, thì đó là bán hàng là giúp đỡ, đúng không? Và họ bán được hàng thì họ phải giàu có lên,
đúng không? Thì họ đỡ phải quậy phá, đỡ phải nhảy lên cầu hồ, thế à? Thế là như vậy là bán hàng là giúp đỡ tôi, đúng hay không? Thế thì sẽ mời anh nhá, mời anh nhanh nha, comment cái câu hỏi này rồi bắt đầu là ở ngoài kia và những ai đấy đang muốn mà giúp đỡ cho bà con thì sẽ đăng ký về, tôi sẽ mở lớp. Thì bây giờ cũng rất đơn giản, đó là mở room hoặc là trực tiếp hoặc là khu nuôi đằng sau của tôi đang quay về thì được rất nhiều cái lượt like khi mà đang mới ủi cải tạo thôi. Vì ngoài đấy là tôi làm ra 4 ao, mỗi một ao là 32 nhân với 32. Là như vậy 4 ao nổi đằng sau khu công ty là nước ngọt. Thì cũng sẽ là nơi cầm tay chỉ việc trải nghiệm các cái sản phẩm mới. Đấy thì mời anh Khánh Lượng nha, xuống xem thằng em làm và tôi sẽ live stream cho bà con biết là cách lắp ống như thế nào, lót bạt ra sao, các cái hố đi sao, như thế nào, tuần hoàn nó sẽ sao. Nghe, nước ngay đó là cực ngọt. Và rất nhiều người bạn chân quý của tôi, Bố Xuân ơi, nuôi ở đây là nguy hiểm đấy. Nhưng mà thật ra là với mình phải trải nghiệm. Nói chung là phải trải nghiệm, phải thử. Bởi vì khi mà không có cái ao tôm ấy, thì mình cũng cảm giác buồn. Đấy, thì bà con cũng đã biết, bà con và các bạn đã biết. Khi mà nuôi tôm nhà màng, tôi cũng là người đầu tiên. Bởi vì khi đứng lên đây nói chuyện, thì nhà màng mà lúc đầu tư như thế, thì là nó có cái gì? Và nuôi khu bây giờ nhá. Cái khu nuôi đằng sau là không có răng lưới nha. Đấy, giảm được rất nhiều tiền. Vốn nào ngoài đấy tôi đã mấy trăm triệu rồi. Tiền cột, tiền lưới, kính thừa các thứ. Chơi thẳng, bởi vì trước khi mà chúng tôi có được cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đầu tiên vì đợt trước là bà con biết là tôi làm nhà màng không? Đầu tư đâu mười mấy tỷ bạc đấy làm cái dãy nhà màng. Đấy, nhưng mà không làm cái chào đấy là mình mà không làm thì đi lên đi nói khơi khơi, mình không trải nghiệm ấy. Thì nói ra lại bảo là mình đi nổ. Thôi chơi luôn, hồi đó trúng tôm. Chơi luôn. Thì đúng là không thành công. Nuôi trong nhà màng đấy anh, các anh đến rồi đấy. Sao bán sắt vụn không được nhiều, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đấy thì tôi mới bảo là thôi bây giờ đã nhà màng kín như thế nó không được, ta làm cái ngoài trời. Mà chính như vậy đó là ngoài trời ta lót đấy là ta lời 3.700 mà chứ 14 tấn đều như bắp 7 đợt. Và được cấp cái tiến bộ khoa học kỹ thuật là không là đầu tiên của Bộ Nông nghiệp đấy. Đấy là không có một che một tiếng màng nào. Riêng cái đó không thì bà con đã giảm được mấy trăm triệu rồi. Nhá, riêng cái mà che vàng không che này là đã đỡ bao nhiêu tiền này. Đó là như vậy. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh bất động sản nhá. Dạ, cảm ơn bác sĩ Tôm rất là nhiều. Và hy vọng rằng là anh Ngọc đang theo dõi livestream đã có câu trả lời như mình mong muốn. Và không chỉ là anh Ngọc, khán giả đang theo dõi chương trình live stream cũng có thể có mối quan tâm với anh Ngọc, thì hãy sẵn sàng gửi CV và thông tin về với công ty Trúc Anh. Công ty Trúc Anh sẽ sẵn lòng để đón nhận các anh em để có thể là cùng nhau tạo nên những cái chiến binh, trao những cái giải pháp tốt nhất với bà con. Và kính thưa quý vị và đại biểu và các quý vị khách mời, Trúc Anh Biotech ra có thêm một công ty nữa, đó là Trúc Anh Pharma, với cái mục tiêu là tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm chất lượng để nâng cao sống. Trúc Anh đã tạo ra những sản phẩm có nguồn gốc đông trùng hạ thảo chất lượng cao. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình ngày mai, chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội được nhận và được trải nghiệm sản phẩm tốt cho sức khỏe như vậy. Và trong chương trình ngày hôm nay, để tri ân cho 4 vị khách mời đã lên trên sân khấu. Vâng. Tí nữa thì bây giờ cái hôm nay là chủ đề về tôm. Cái đông trùng hạ thảo thì khi mà tôi định chuyển sang làm chế biến ấy, tôi định là chuyển sang làm chế biến hôm nay hơi muộn một tí, đúng không? Nhưng mà chúng ta ngồi chúng ta chia sẻ tí, bởi vì ở đây đang còn rất nhiều các câu hỏi trong khán đài ngoài những cái vị khách ở trên này. Cái đông trùng hạ thảo là cho sức khỏe, nhưng mà tôi đã nghĩ tôi cùng với thầy Út nha, anh nha, Khánh Lượng nha, gửi ngay khi mà cho sản xuất là tôi gửi đi Hiroshima để kiểm tra xem đông trùng hạ thảo có cái chất gì, đúng không? Tôi gửi vào trong chùa có sự giải thích giác đạo cho các người dân để uống có hiệu quả gì, đúng không? Và đặc biệt tôi yêu con tôm, tôi gửi cho ông thầy Út bây giờ là giáo sư trưởng khoa của trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu trên con tôm. Nói thật kết quả tuyệt vời, nhưng nó đắt. Nó đắt cho nên là tôi đang kèm vào trong một số các cái sản phẩm. Cho nên là cái chuyện này là bởi vì mình là yêu con tôm, nó giúp cho mình có được thành danh như ngày hôm nay cũng là từ con tôm. Và mình là bằng
cũng là bằng nuôi trồng thủy sản đi lên. Hả? Cho nên là mọi cái đều hướng tới. Rồi cái này là nói trò chuyện của gì? Của con tôm. Nha, MC cũng rất muốn biết rằng mọi người đi là rất mệt, nhưng mà đây là cái cơ duyên chúng ta dành cho nhau những cái quỹ thời gian ngồi như thế này. Ở đây chắc mời chị Thúy đó có phát biểu một vài câu, vì chị Thúy là công ty thành lập 18 năm và tôi đến Bạc Liêu 20 năm. Thì như vậy chị Thúy là làm ăn với công ty là 18 năm. À, mời chị có một vài phát biểu. Chị có một vài phát biểu cái trước khi chị Thúy có phát biểu về cái kỷ niệm chia sẻ 18 năm. Thì tôi nói như thế này, ở đây để cung cấp một cái thông tin mà cực kỳ quan trọng, tuy nó cơ bản nhưng rất quan trọng để cho giúp cho cái vụ mùa của chúng ta thành công. Đó là về con giống đúng không? Đúng không? Ở đây có ai đã từng thả giống Trúc Anh mà ao đất mà đi lấy cái siêu tăng trưởng á, thì chết là chắc. Nói cho bà con biết, nếu như kỹ thuật tốt thì nó mới lớn. Họa hoàn lắm, giống như chú Út Tà Lạc ở đâu nhà, ở Sóc Trăng. Là như vậy là ông nuôi là bữa mới đây vừa đưa live stream á, là ao đất là ông thành công này. Ông xài 100% theo quy trình. Còn á, đa phần á, bà con biết tại sao cái thông tin này quan trọng. Bởi vì lâu nay á, là giống siêu tăng trưởng thì đại diện có một công ty lớn, giống tiêu chuẩn đại diện có một công ty lớn, nhưng không ai cung cấp cho chúng ta. Bà con chưa biết đến như thế nào là giống tiêu chuẩn và giống ấy. Và cái tổng hợp của những người bán thức ăn, của những công ty bán thức ăn, thì cái tỷ lệ mà thành công của giống tiêu chuẩn nó vẫn về được ba mấy, hai mươi mấy con mà. Đúng không? Nó vẫn về 24, 25 con. Thì giống tiêu chuẩn, thì như vậy đó, là giống tiêu chuẩn thì nó chịu được sức đề kháng nó tốt. Và những cái điều kiện mà khu nuôi của chúng ta là ao đất, là không có lót bạt, là thời tiết lạnh, thì chúng ta nên bắt giống tiêu chuẩn. Nha, nuôi quảng canh, cái tiên, kính thừa các thứ thì bắt tiêu chuẩn. Đó, còn siêu tăng trưởng là những cái đó tỷ lệ nó chỉ có 13 phẩy mấy phần trăm là thành công thôi. Còn 70 mấy phần trăm là do giống tiêu chuẩn. Mà giống tiêu chuẩn á, thì bà con biết tỷ lệ nó rất là đạt. Vì múc cái lô tôm lên thì ta biết rằng á, là con tôm nó đu nhau là giống siêu tăng trưởng. Nó rất hăng, hào bà cố luôn, nuôi đặc biệt trong nước trong bà lại là thay nước. Thì là hào là đương nhiên. Thì bà con đã đến rồi đấy, tất cả trước đây có Trà Vinh, Cà Mau, Bến Tre, Long An đã đến cái khu nuôi của Trúc Anh rồi. Thì nguyên cái đường số 1, số 2, số 3 đấy là gần chỗ sát với trại giống của công ty cái gì nữa. Là bây giờ là toàn là bắt giống Trúc Anh 18, 19 con, 20 mấy con đều trời ở ngoài đấy. Đấy là những cái ao nuôi lót bạc nó như thế. Nhưng ao đất tại sao đai? Mà kỹ sư cũng không có nói chứ bảo anh ơi, người hộ nó đai. Cho nên tôi ngồi trên xe hôm nay có khách đấy, ai mà nuôi chết rồi thì đến đó, đã nuôi chết nhiều như thế lại bảo là phong thủy nhà anh nha gì không biết, bảo phong thủy nuôi sao thả giống với Trúc Anh thả ao đất chết toi. Mình muốn chết mẹ phong thủy mẹ gì đâu. Cái này là cái gì? Cái này là do bà con không biết đi thả giống siêu tăng trưởng xuống cái ao đất thì cái tỷ lệ thành công của hình như anh rồi, đúng rồi. Đấy, bà con chúng ta phải biết là như thế. Thì như vậy chúng ta cung cấp cho cái thông tin này để bà con biết là đặc biệt là cái thời tiết đang lạnh như thế này. Qua Tết một vài tháng thì bắt đầu là chúng ta bắt đầu thời tiết nó mới ổn. Thời thì như vậy lúc đó ta hãy thả giống siêu tăng trưởng. Còn giờ này chúng ta đi chọn cái dòng tiêu chuẩn để có tôm cái đã nha. Để có tôm cái đã, giảm rủi ro cái đã. Đó là tôi cung cấp cho một cái thông tin như thế để bà con chúng ta biết lựa chọn để giảm cái rủi ro. Vâng. Mời chị nói vài câu coi 18 năm thế nào. Đấy. Thế thôi, nói một vài câu thôi. Vâng, mời chị đứng chị phát biểu tí cho con khán đài. Kính thưa quý bà con, kính thưa toàn thể có mặt ngày hôm nay.
mình là đại lý Trung Thủy, đã đồng hành và gắn kết với công ty Trúc Anh đã là 18 năm. Mình nhớ những cái giai đoạn khi công ty Trúc Anh bắt đầu thành lập, những cái năm thật sự khó khăn, thì lúc đó mình đã cùng với công ty Trúc Anh đã cùng đi trên một cái quãng đường rất dài. Thì đến hôm nay thì thật sự thì đã thành công lên 100%. Thôi vậy là có đôi lời ha, chị cũng cảm ơn bác sĩ Tôm nha ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chị. Vậy thì chúng ta sẽ có một vài phút để giao lưu trong hội trường ạ. Đan tin chắc rằng là sẽ còn rất là nhiều câu hỏi mà các anh chị em muốn giao lưu cùng với bác sĩ Tôm. Chúng ta có cả đêm nay, chúng ta có cả ngày mai, chúng ta có cả tối mai và chúng ta có cả đêm mai để có thể được gặp gỡ trực tiếp nữa. Nhưng mà trong hội trường ngày hôm nay, ngay tại những cái phút giây đặc biệt này, ngay tại cái không khí đặc biệt này, thì chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau, cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn hay là những cái thuận lợi cùng với Trúc Anh 18 năm ạ. Và micro sẵn sàng ạ, xin mời một vài ý kiến từ phía dưới hội trường ạ. Các anh chị hãy giơ tay để micro được di chuyển đến với các anh chị ạ. Ta sẽ giao lưu đến 8 giờ nha. Tròn 8 giờ là 10 phút nữa. Đúng không? Chứ bà con cũng đói bụng rồi. Vừa hơn thế nữa là trên đi di chuyển như thế là quá vất vả. Nói vậy nếu như mà kiếp trước chúng ta không có cái chuyện này thì ngày nay mẹ không đi nữa. Mệt thế mẹ đúng không? Đi cả đêm, đi vượt biển, vượt sông, đi bao nhiêu tiếng, bây giờ lại còn ngồi đây đúng không? Thế thì thôi, bây giờ giá còn 10 phút nữa thì nên trao đổi tí để coi có những cái cần những cái thông tin gì để chúng ta có thể trao đổi để làm sao đó cho cái vụ mùa của chúng ta nó tốt lên. Bây giờ chắc bởi anh Thanh 17 năm đâu rồi. Đấy. Anh ngồi đâu nhỉ? À đây anh ngồi đây. Mời anh Thanh nha, là 17 năm tôi với anh Thanh nhé. Là kính thưa bà con và các bạn đang theo dõi thì một câu chuyện tuyệt vời. Ngày xưa khi mà tôi ra cái bộ ba chứ chưa phải là bộ tứ, đúng anh Thanh nhỉ? Bộ ba. Anh trước ngồi trao đổi vì còn có 10 phút nữa thôi. Thì như vậy năm đó là anh chỉ có 3.000 mét vuông thôi, là một nông dân có 3.000 mét vuông nuôi. Và như vậy thấy là thuốc nó xài được. Năm đó là năm năm mấy anh Thanh? Năm năm 2000. Cái đó năm 2000 mới là năm 1990 mấy quá. Phải 2004 2005 2005. Đúng rồi, 2000 mấy. 2005 2005 2006. Thì sau đấy đó là anh nuôi về anh chúng thì anh mua một xô vi sinh, một thùng vi sinh nha. Xong về anh chia cho bạn bè. Xong là đặc biệt của anh này là rất đặc biệt so với tất cả các đại lý ngồi đây của chúng ta. Đó là gì? Ngày khai trương của công ty thì ví dụ như tôi khai trương là có thầy coi, đúng không? Ngày mùng 6 giờ chẳng hạn, thì anh sẽ đến 5 rưỡi là anh ngồi đằng trước và anh gửi tiền lãi. Đến giờ này 17 năm vẫn y chang gửi tiền lãi. Đó là gì? Lần đầu tiên là anh mua được xô vi sinh, gửi cho một xô vi sinh. Sau đấy là lên 5 triệu, 7 triệu nhà. Anh kể cho bà con nghe tí ấy. Và đến bây giờ được bao nhiêu rồi? Kính chào bà con trong trường quay hôm nay. Tôi là Thanh ở ấp Năm Căn, Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Cũng có mằng hợp tác với anh Sơn hôm nay cũng 17 năm rồi. Mà mấy năm trước thì mình cứ nuôi, đầu tiên mình nuôi thôi. Nuôi về cái mình lấy mình chia cho bà con, từ từ cái ta xài được hiệu quả. Cái mình lấy mình chia, cái từ mình làm luôn. Cũng thành công cũng được mười mấy năm rồi, tới giờ cũng rất là ok. Và anh giờ là một đại lý trong khu vực. Nói chung là đến giờ này thì tiền lãi anh đã gửi lên 500 triệu rồi. Đó, năm vừa đây là 500 đúng không? Thật ra kính thưa bà con và các bạn thì thật ra là công ty mười mấy năm, nhưng mà giống nó khác hơn một tí xíu mà bà con và hết sức thông cảm. Đó là rất nhiều bà con là tôi không có thời gian đến thăm được. Ví dụ như đại lý, có những đại lý làm ăn mà bây giờ phải hỏi đến tìm. Đó, cho nên là bởi vì cái thời gian vừa qua là do thì bà con cũng biết rồi, đi học hành rồi đi nghiên cứu. Nhưng mà từ sang năm trở đi thì bắt đầu là
tôi quay trở lại sẽ có thời gian thăm đại lý nhiều hơn nha chị Trung Thúy nha. 17 năm em mới thăm anh chị được có 3 lần. 18 năm anh Thanh, 17 năm cũng thăm được mới có 3 lần. Đó là như vậy. Và rất nhiều các bà con là cũng là thông cảm cho một tí xíu. Thì sắp tới là bây giờ là cũng có không gian mở nữa, tôi thì tôi sẽ đến thăm và giao lưu trực tiếp cùng với bà con. Hoặc là chúng ta có thể bây giờ công nghệ số rồi thì bà con có thể là chúng ta mở room ha. Đó. Mời anh Khánh Lượng có vài câu phát biểu trước hội nghị tí anh. Giao lưu với bà con tí là ta kết thúc nha. Anh Khánh Lượng ấy là bạn của ông thầy, mà ông thầy là giáo sư, bây giờ ông là giáo sư. Bạn của anh Khánh Lượng là ông thầy hướng dẫn một của là nghiên cứu sinh của mình. Bây giờ là thầy Vũ Ngọc Út là trưởng khoa của trường Đại học Thủy sản, anh nuôi cũng rất nhiều. Mời anh có một vài câu hỏi trước khi ta kết thúc chương trình nha. Đến 10 giờ thì vâng, 8 giờ dạ. Dạ thôi cũng tối rồi. Để tôi cũng nói ngắn gọn một cái vài điều thắc mắc. Thì cũng nghề nuôi tôm trước giờ thì kính thưa trước hội nghị. Thì cái trăn trở trước hiện giờ là của người dân nhất là từ trong cái năm nay là vấn đề cái nạn OHB cho tôm. Thì rất nhiều người rất là năm nay rất là khốn khổ vì con OHB nuôi là nó làm cho con tôm chậm lớn. Thì bây giờ trước nãy giờ nghe bên công ty Trúc Anh cũng có cái giải pháp, thì hy vọng là sắp tới này công ty sẽ triển khai một cái hướng đi cụ thể, tức là phải có một cái phương án cụ thể cho những người nuôi sử dụng như thế nào, xử lý như thế nào cho cụ thể mới được. Chứ còn nói chung chung người ta cũng không có biết đường đâu mà làm, từ khâu xử lý ban đầu làm như thế nào thì đó. Thì tôi hy vọng là công ty Trúc Anh nếu mà thắng lợi, đây là một cái bước tiến rất lớn so với các công ty khác, rồi hy vọng là công ty sẽ thành công. Quá trời tuyệt vời, đó là một cái, cho anh một tràng pháo tay. Cái thật ra bởi vì trong một cái giải pháp đưa ra thì tôi chỉ nói những cái căn nguyên và tôi nêu lên những cái mà chúng ta đã trải qua. Còn cụ thể nha, ở khán đài này, ở ngoài kia bà con gửi mail này, ai mà sử dụng mail thì gửi mail, ai sử dụng Zalo thì vào Zalo OA, ai sử dụng Facebook hay là YouTube thì gửi vào. Tôi sẽ mở room tư vấn cho bà con, bởi vì cái này nó phải có một cái thời gian nhất định. Và tùy theo cái mô hình, tùy theo cái ao, cái cách lắng lọc của chúng ta để xử lý làm sao cho nó là cạnh tranh sinh học được, đúng không? Chứ còn đôi khi trong cái khán đài như thế này ta chỉ nêu lên cái nguyên nhân và cái hậu quả của nó. Còn nếu như đã lỡ mà đã chậm lớn rồi thì bắt đầu từ hồi nãy tôi cũng đã nói, đó là bà con sẽ lấy về thử và nếu thấy hiệu quả. Còn bởi vì trong cái hội nghị này thì để mà cho cả một cái quy trình, bởi vì cái quy trình đó, ví dụ như ao bạc, nhưng mà người thì lắng lọc kiểu này, ao sẵn sàng kiểu khác, các cái hệ thống đó. Và sẵn anh nói như thế thì bà con hãy đăng ký nha, đưa lên trong các cái kênh của công ty và chúng ta tổng hợp lại. Tôi sẽ mở room nha, tôi sẽ mở room để tư vấn cho bà con một cách chi tiết nhất. Và bà con có thể đón xem các cái buổi live stream của tôi nha, tôi sẽ tư vấn hướng dẫn từng khúc một nha, hoặc là tôi sẽ ra ao trực tiếp của tôi đấy. Thì bà con chúng ta mở kênh, chúng ta nên theo dõi anh Khánh Lượng nha. Đấy, câu hỏi của anh tuyệt vời đấy bà con chúng ta, đấy là gợi mở lên để bà con chúng ta sắp tới chúng ta hãy theo dõi các cái kênh mà khi tôi ngồi nói chuyện. Bởi vì lót bạt rồi xử lý ao lắng rồi tuần hoàn nước, xử lý cái gì chúng ta chứng minh bạch hóa nó ra, đúng không? Đó, bởi vì trải nghiệm trước đấy, tôi chỉ trải nghiệm các cái sản phẩm trước, bà con chúng ta xem cái cách như thế này kia kia đấy. Thì cảm ơn anh và bây giờ nhường lại cho MC. Cảm ơn anh. Kính thưa các quý vị khách mời trong hội trường cũng như toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình live stream talk show cùng với bác sĩ Tôm ngày hôm nay, xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đã theo dõi chương trình. Và chương trình xin được khép lại tại đây. Mọi thông tin mà quý vị quan tâm xin vui lòng được gửi về trên fanpage của Công ty Công nghệ Trúc Anh. Tất cả các câu hỏi, tất cả những cái sự quan tâm của quý vị sẽ được chúng tôi thu thập và trả lời từng người một cách chi tiết. Và xin được hẹn gặp lại tất cả các quý vị trong những chương trình trò chuyện cùng với bác sĩ Tôm lần sau. Xin được trân trọng cảm ơn.
Qua đây thì cũng cảm ơn vợ chồng anh Tám Nhân nhá. Đó là một đại lý cực kỳ lớn, có hệ thống đại lý hơi nhỏ nhỏ thôi, có 60 cái đại lý thôi, và là khách hàng VIP và siêu VIP của rất nhiều các công ty. Nhưng hôm nay là anh chị cũng đã dành cái thời gian đến đây ngồi dự. Và như vậy là cảm ơn sự dành thời gian của anh chị đã đến với công ty. Và qua đây tôi chân thành cảm ơn, mang ơn tất cả các quý vị đang ngồi ở đây, cũng như các quý vị đang xem trên các kênh, đang dành thời gian theo dõi cái buổi live stream này. Cảm ơn và chúc cho tất cả các chúng ta mà một mùa Giáng sinh an lành, một mùa đông ấm áp, và đặc biệt là chúng ta vượt qua LHP để chúng ta có một vụ mùa thắng lợi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng. Sau đây công ty Trúc Anh đại diện bác sĩ Tôm, tổng giám đốc Lê Anh Xuân sẽ có những cái phần quà để tri ân và cảm ơn bốn vị khách mời đã lên giao lưu cùng với hội trường, cũng như là giao lưu với toàn bộ các khán giả theo dõi chương trình trực tuyến ngày hôm nay ạ. Dạ xin mời anh. Kính thưa các quý vị, anh chị và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc talk show trò chuyện cùng với bác sĩ Tôm. Và sau đây sẽ là đến cái phần quan trọng của ngày hôm nay, đó là một cái bữa tiệc thân mật, giao lưu ấm áp. Và trong vài phút để cho nhà hàng có thể chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta, thì xin mời tất cả các quý vị, anh chị và các bạn chúng ta cùng đứng dậy di chuyển một chút xíu về phía sân khấu để chúng ta cùng ghi lại những hình ảnh đẹp của ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời các anh chị ạ. Sân khấu đang chờ ạ. Xin mời âm nhạc nổi lên ạ. Các bạn sale hãy mời khách hàng lên trên sân khấu ạ, để chụp ảnh giao lưu. Trong lúc đó thì nhà hàng sẽ ngay lập tức đưa đồ ăn lên để phục vụ cho chúng ta trong vài phút tới ạ. Mời các anh chị di chuyển về phía sân khấu để chúng ta có một cái bức hình tập thể thật đẹp ạ. Xin mời tất cả các anh chị di chuyển về phía sân khấu để chúng ta có thể có được bức hình tập thể cùng nhau ạ. Anh lên đi ạ, chị lên đi ạ. Xin mời anh chị lên đây, xin mời anh chị lên đây. Các bạn sale hãy giúp cho khách mời của mình lên trên sân khấu ạ.
chị ạ. Xin mời các anh chị di chuyển về phía sân khấu ạ.